Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English, Chinese, and Olaxis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Olaxis, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, and Thai. Warmest greetings, splendid viewers. I am Sophia in Toronto, the delightful city of scenic Canada. Resplendent Canada is world-renowned for its eco-friendliness and most livable cities. Equally striking is the practice of the core value of a just society. Canada has placed emphasis on equality and inclusiveness. The multitude of languages used, embracing of ethnic and cultural diversity, pluralism of religious beliefs, and customs provide vivid testimony to its distinguishing achievement of multiculturalism. It is one of the developed countries that has the least disparity of wealth. As a world leader in peacekeeping, Canada is and has been an advocate for multilateralism, making efforts to resolve global issues in a responsible and constructive manner. The country lovingly accepts large numbers of refugees, accounting for over 10% of annual global refugee resettlement, which includes over 40,000 Syrian refugees as of January 2017. It is a real privilege to briefly introduce our beloved Canada to you. We pray that heaven grant all your noble wishes. For over three decades, Supreme Master Qinghai has illuminated our world with her divine teachings. A fully enlightened master, she imparts the Kuan Yin method of meditation to those desiring to immediately discover the God nature within and to achieve in one lifetime internal liberation from the cycle of transmigration. The Kuan Yin method has been practiced by all enlightened masters such as Buddha, Jesus Christ, Prophet Muhammad, peace be upon him, and Guru Nanak. She emphasizes that if we always remember God, render selfless service to others, and follow the laws of the universe, we will reach our highest potential as humans and truly understand our purpose on earth. Supreme Master Qinghai is an extraordinary living example of compassion, regularly sending material and financial assistance as well as love to refugees, the homeless, natural disaster victims, and others needing relief. In 2006, she received the Gushi Peace Prize, considered the Nobel Peace Prize of the East, and has been honored throughout the years with numerous other awards and accolades for her outstanding philanthropic and humanitarian deeds. A true voice for our beautiful animal friends,
She promotes the peaceful and loving plant-based diet and envisions with humanity's awakening to the sacredness of all life, a tranquil and glorious all-vegan world where animals and people live in blissful harmony. Her initiatives to spread the vegan trend are diverse and have included Alternative Living Flyer distribution, the international chain of vegan restaurants Loving Heart, Supreme Master Television, as well as regularly speaking to influential government and media leaders and participating in televised conferences on climate change, whether we're aware of it or not. Her efforts have had an enormous influence on global awareness of the animal-friendly lifestyle and how this benevolent way of being can bring lasting peace among nations while saving our planet from climate change. Over the years, Supreme Master Qinghai has traveled worldwide, from the Americas to Africa, from Europe to Oceania, and held hundreds of discourses with the public and her disciples on a variety of spiritual topics. Today, we are blessed to present one of these insightful lectures entitled Experience Downfall to Appreciate Upliftment, Part 5 of 6, on Between Master and Disciples, given in English, Chinese, and Olaxis, also known as Vietnamese, on August 10 and 11, 2013, France. When association members convene from around the world, Supreme Master Qinghai occasionally speaks with groups of different nationalities in their respective languages. In a session during this international gathering in France, Supreme Master Qinghai met with our Olaxis or Vietnamese association members. Cái gì chuyện vui mình góp lại. Góp nhặt cát đá, thấy không? Ok rồi. Dạ, yeah. Hồi nãy yeah, nói ông gì? Cái hai vợ chồng đó mà tới mỗi lần có cái thiền gì cũng anh cũng ai, có dừng ai, hết chứ. Ai, vợ chồng nào? Vợ chồng người Bắc Kỳ, cái anh mà người vợ người ngoại quốc đó. Dạ, yeah. Thì tụi con nói chuyện với nhau đó. À. Dạ, yeah. Thì nói là thật sự không có ai mà không sợ sư phụ. À. À. Chính tôi cũng sợ thấy mẹ. Mà tướng anh cũng ngon lành lắm á. Ngon yeah. Lành là sao? Đô yeah. Hả? Dạ, yeah, ngon lành cái tướng cũng... Cái loại đô con mà... Dân có vẻ trí thức nhưng mà cũng hiểu biết nhiều lắm. Nhưng mà thực sự, anh em với nhau, tất cả những cái ai mà tới không có ai không có sợ sư phụ. Nhưng mà sợ trong cái tình thương chứ không phải là sợ khiếp đảm. Tôi đâu làm gì đâu, sợ tôi không có một cách. Cũng như cái anh hôm qua, anh nấu, anh đầu bếp, mà hai vợ chồng anh làm thành công lắm. Thì anh chở, anh ngồi anh kể chuyện với chúng con á. Anh nói cái vấn đề mà thành công là chỉ có sư phụ gia trì. Cho nên vì cái khách nó quá đông. Rồi con mới nói với mọi người bên Hải, bên Sinh á. Anh đây lên trình bày với sư phụ có những cái điểm mà chính thôi. Thì anh nói thuộc sợ quá. Không, thì bây giờ anh lên trình bày để cho có cái niềm tin mọi người khác làm lên bên hết. Có mà, không chứ dạ, anh dạ. Nói mà. Nhưng mà anh nói, bữa hôm nó nói trật lắc hết. Anh lên đường, anh nói anh ngã. Oh, yeah. Cái tụi này thất vọng quá. Yeah. Wow. Anh nói tại sao ông làm hôm qua, ông nói tụi tôi thất vọng quá. Tưởng ông lên như là lên tinh thần. Ông nói, thôi ông ơi, tôi không biết gì, tôi nói tôi sợ khiếp đảm. Tôi nghĩ đường mà tôi nói anh ngã. Mà không có dạ. Đường hoàng lắm mà. Dạ. Dạ. Anh nói bàn ghế làm chi. Ông Hải, bên Sình, ông nói anh phải nhắm vô cái điểm chính. Là anh thành công, đại giáo sư đại học tới ăn khang cái món ăn của anh. Làm cho vụ vui. Anh chơi tôi thấy cái điệu mà sư phụ tôi cái kiểu ngó lơ là thôi anh cái trường quanh qua chỗ khác đâu chứ không có cái kiểu anh nói như vậy làm sao có cơ hội khác thôi chịu thua thôi yeah. Một lát nói yeah. Cũng được nữa giờ một lát nếu mà còn yeah. Thì giờ mình còn một tiếng nè. Wow, còn tiếng thôi kiếm mấy người Việt Nam qua đây. Ok, tell me. Quay trở lại cái nhạc kịch đó. Vở kịch cái okay. Nhạc kịch mở màn. Ok rồi dạ yeah. Thật sự ra con thấy cũng lạ thật. Hôm mà tổng giật á, con thấy nó cũng không có đi vô chưa có cái nề nếp lắm. Mà sao có trình diễn bữa hôm đó ra đâu ra đó ấy. Cái lạ kỳ cái chuyện đó mà ai cũng đồng ý là cái bản nhạc của sư phụ là hay nhất á. Bản nhạc mà sư phụ viết cho tượng gỗ đó
Tượng đá. Đá đó. Tượng đá. À, khách đó, ai cũng không biết tượng là cái bài đó. Tượng đá, họ tượng biết đá. Đó. Họ không biết là cái bài nó của sư phụ. Thật vậy sự hả? Như vậy. Nhưng mà ông nói là trong cái bài nó hay nhất. Là cái vậy bài hả? Soạn của âm cũng như là cái lời của hay. Hay cái gì đâu. À, dạ. Nhưng mà cái điều lạ là cái đồng tu, số đồng tu đi chụp hình mấy cái phòng triển lãm của sư phụ đó. À, xung quanh đó. Có trăng á, chị chụp mấy cái chị đưa cho cộng coi. Bên cái bức tranh á, nó có cái màu trắng và cái dáng người. Dạ, giống như là hộ pháp này. Ông nói là rất rất nhiều hình, có cái hình hộ pháp mà màu trắng đứng bên như tượng sư phụ á. À. Họ phải đưa cho con mấy lần. Dạ. Và giấu cho kỹ. Giấu kỹ. Tại sao lại giấu kỹ? Quý lắm, quý hình này lắm. Dạ. Mình không có thể sang được sao? Dạ, chắc có lẽ sang được, nhưng mà bà để đi về hỏi bà nào thôi. Ok. Dạ. Hôm đó thì thật sự ra cũng như nãy đó. Anh chia sẻ một cái đề cái điều này. Anh chia sẻ chưa? Ok, được rồi, ok. Cái phòng triển lãm hôm đó con vô sẽ con thấy nó sáng rực sư phụ. Mà mấy người đồng tu mà nhìn họ cũng khác nữa. Cái bà Thanh mà bữa trước bà ngồi trên này, bà cũng già rồi chứ không phải là bà còn trẻ đẹp gì. À. Bà 70 tuổi nhưng mà bà đứng những cái người mẫu, mấy cái mannequin đó. Mà con nhìn con tưởng bà là người mẫu. À. Cái mà hồi bà nhúc nhích mới tới nói ủa sao nhìn chị tưởng người mẫu, bà tưởng nói giỡn mà nói trời ơi chú làm tôi mừng quá này kia. 70 tuổi rồi. Dạ. Rồi còn cái ông liên lạc viên ở Dallas, ông đứng ông canh mấy cái tượng Hy Lạp mà nhìn ông tượng giống như cái tượng Hy Lạp vậy. À. Tới chừng ông nói chuyện mới thấy, con mới tới con nói là tôi nhìn ông tôi tưởng ông như là cái tượng Hy Lạp. Đẹp quá hả? Dạ, ông nói ô mừng quá mừng quá. Mà sao nhìn người nào cũng sáng rực. Con không biết tại sao. Sao không biết tại sao? Da chì mà. Da chì biến thành da vàng. Nó sáng. Nói da chì hoài mà không biết hả? Ok. Tại vì ở, người nào đến đó cũng chuyên tâm á. Cũng mừng rỡ và chuyên tâm về cái tâm linh bữa đó đó. Cho nên người nào cũng có hào quang sáng rực như vậy đó. Bữa đó là không có nghĩ tới chuyện gì nữa hết á. Chỉ là nghĩ tới cái đêm mà tâm linh thôi. Ok. Nghĩ tới lực lượng sư phụ bên trong thôi. Nghĩ tới Thượng Đế thôi. À. Cho nên sáng rực như vậy. Không có gì kỳ lạ. Ok. Còn gì nữa không? Với lại có thiên thần nhiều quá đi, với lại những vị thiên thần với những vị thiên đế thích này vậy đó. Thành ra họ, mình cũng nhuộm chứ, cũng bị nhuộm cái hào quang của họ nữa. Mấy người mà tu lè phè đó, cũng được nhuộm hào quang, không? Okay. Thành sáng rực hết. Yeah. Ai cũng vui vẻ, happy. Ok. Ông muốn hỏi gì nữa không? Hòa nói gì nữa không? Không, chia sẻ về thay lắm. Con mình nói dữ lắm mà nó... sao giờ có nhiều đó vậy? Dạ, mình con thì nó phải đọc thoại quá, có nhiều. À, sao đâu, nhầm dạ, đi. Dạ. Mình biết con nói vậy. Mấy người kia chỉ hỏi chuyện bán xì dầu nào hầu tốt thôi. Những cái chuyện mà đi quảng cáo hay là gặp mà sư phụ giữa đường đây khác thì rất là nhiều, như xe bus hay là đi... Ừ. Quảng cáo rồi đó. Uh-huh. Dạ, thì rồi, cái chuyện đó thì xảy ra bình thường. Bình dạ. Thường quá rồi. Dạ, okay. Vô cái một cái chỗ shopping đó thì đưa cái flyer đó. Thì còn nói, ủa, tao thấy cái bà này hồi nãy bà tới đây mà. Dạ, cái trong cái hình của sư phụ đó. Y chang bà mà. Dạ, dạ. Thì cũng trước chắc có lẽ có thân của sư phụ cũng có đến giá trị rất nhiều trong cái việc nhà cô đi quảng cáo cho tôi. Dạ. Dạ. Phải đi mà dễ vậy thì tốt quá hả? Đi phải mua máy bay rồi có chuẩn bị lung tung hết. Đâu mà dễ mà đi qua bên đó mà phát truyền đơn nữa. Ok, còn gì nữa không? Bổ túc thêm cái ông Đức Sassurus á, sư phụ. Mỗi lần mà mình mời ổng á, là ổng nói chứ mỗi every single time mà ổng làm việc với mình á, là lúc nào cũng có màu nhiệm xảy ra cho ổng hết á. Kỳ này cái dòng lệ âm thầm đó, ổng lúc mà ổng có và book hết cái ổng rất là bận á, nhưng mà không biết tại sao Thượng Đế clear hết cái công việc làm ổng cho rảnh cho công việc, cho làm cho cái show của mình. Ổng bay qua mình trước một tháng
Nhưng mà ông thấy trong đời ông chưa bao giờ mình bắt ông làm nhiều như vậy. Hồi tóc ông dựng lên giống Einstein luôn. Giờ gặp ông giờ thấy tội nghiệp ông. Nhưng mà ông lúc nào cũng rất là khẳng định. Rồi xong mình nhờ ông làm cái CD. He's a cool guy. Yeah. I saw him on film, on TV. With some kids, you know. It's a TV series or something before. Yeah. Ông làm với rất là nhiều với cool. Nhiều người nổi tiếng lắm, sư phụ. Nhưng mà mỗi lần mà mình mời ổng là ổng nói không biết tại sao đôi khi ổng bận với những nghệ sĩ này kia, nghệ sĩ kia lớn lắm, nhưng mà không biết tại sao cái schedule họ change hết, nó clear hết rồi xong cho mình và bay qua cho mình họ làm với mình. Okay. Yeah. Nên dạ. Nói tiếng Việt luôn, cứ nói tiếng Anh họ mấy người Việt không hiểu gì hết. Okay. Rồi Hòa nói hồi nãy Hải còn gì muốn nói gì nữa? Hôm trước cái ông đó ông thấy ông gặp sư phụ cái ông quýu không biết đường nói. À, ông già đó hả? Dạ. Ông nói ông mở lớp Vinhood mà ông chỉ biết có một cái số thôi đó hả? Dạ. Rồi dạ, ok. Đây là bà xã của ông hai vợ chồng. Sư phụ cho phép thì con chạy trước chạy sau. Xin bổ túc tiếp ngày hôm qua. Ok. Thật ra ông là cái lớp Vinhood của ông thường có nhiều lần đứng hạng nhất. Lớp Vinhood tất cả lớp Vinhood ở USA ông là hạng nhất. Hạng nhất theo của cái review cái khách hàng á mà ổng nhiều khi bán có một ngày mà trả được nguyên cả tháng. Wow, trời. Tại vì có ngày ổng bán được 800-900 mà tiền mướn có 500 thôi. Tại vì cái tiệm nhỏ chỉ có 3-4 cái bàn. Vậy thôi. Thành ra bán một ngày trả một tháng. Wow. Mà có mấy người đầu bếp mà professional rất là giỏi. 4-5 người tới. Hỏi thăm rồi muốn học hỏi cái cách làm việc. Rồi có một ông thầy, ông dạy mấy người ra đầu bếp ạ. Wow. Ông tới, ông gặp, ông nói là ông muốn học trò, ông tới đây học cái cách ông này quản lý như thế nào. Cái điểm nhỏ xíu như vậy mà cho bà bổ túc không hề, nói đúng không? Nói đúng à? Ok. Rồi ông nói là cái tiệm tôi thì nhỏ mà bê bối. Thì cái ông kia mới nói thiệt anh, cái tiệm của anh á, nguyên cái tiệm của anh chưa bằng một góc cái nhà bếp của tôi. Nhưng mà tôi muốn học hỏi anh, ông thì ông mới từ chối, ông nói là cái tiệm tôi nhỏ như vậy thì ông mà đưa mấy người đó tới tôi rất là hổ thẹn. Thì cái ông đầu bếp kia nói tôi mới là người hổ thẹn. Tôi là dạy mấy người đó mà tôi phải đưa nó lại đây. Mà đồ ăn của tôi ra không bằng đồ ăn của anh nữa. Wow. Nha. Ông có thử chưa mà ông biết là không bằng? Ông có ăn thử. Wow. Có đem lại cho tôi thử không? Ôi, đâu có đem gì đâu. Đến ngày mai anh nấu cho. À, ngày mai nấu thử nha. Ok, ok. Bà chị thì được cái là khách vô đó là chị nhớ tên. Wow. Chị nhớ món ăn. Ờ, chị đó nhớ. Rất là quan trọng. Khách chị... họ thích vậy đó. Yeah. Chỉ nhớ là họ ăn mặn, ăn lạt, ăn ngọt như thế nào chỉ nhớ hết. Wow. Thành ra khách rất là thích. Đó, ai cũng thích vậy đó. Họ thấy họ là quan trọng, thấy chưa? Mà nhiều người họ đi xa, cái tiệm con cũng vậy. Nhiều người họ lái xe 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi họ tới. Họ nói là tôi lái 1 tiếng rưỡi mới tới đây. Nhưng mà it's worth it. Anh rất là xứng đáng. Mình nghe mình muốn khóc luôn. Dạ. Yeah. Mình muốn khóc tại vì cái tâm của họ, họ wow. Rất là thành tâm. Mấy người mà đi cộng tu mà được siêng năng vậy tốt biết bao. À. Hồi xưa đi có một chút cái nói sao mà xa quá. À. Người ta đi ăn phải lái xe 1-2-3 tiếng như vậy ha. Còn quý vị hả? Nói là đi đâu lái xe đi xa, không có xa quá không có đi lại cộng tu hả? Oh my god. Rồi còn gì nữa không? Ông chồng về chị đó. Dạ. À. Đang đầu bếp á. Ông bận quá đó sư phụ. Ông xách đồ vô. Dạ, ông nói ủa sư, ông tôi thấy ông quan quan mà sao ông để rau rồi dài quá trời, tôi tưởng mua tạ tốn đó. Dạ, của Kim Dung đó. Ông nói bận quá không có thời giờ. Mà cảm. Dễ vậy thôi. Mà tôi nói ủa, ông có thời giờ tỉa mà sao ông tới đây được? Ông nói tại sao anh tới đây, hello bên hết đâu có tới đây được. Ông nói thượng đế kêu. Ông có vẻ tiếu lâm lắm. Dạ. Bận gì dữ vậy? Dạ. Bận chi mà quá trời trời. Can't believe this. Kính chào sư phụ. Rồi. Dạ, tụi con được đến đây lần này đó là thật, con cũng có trong tâm con cũng có nói với liên lạc viên là tụi con cảm ơn sư phụ triệu 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 lần. Cái thứ nhất là hôm qua ông chồng của con ảnh rung quá, anh cũng nói không được mà với không có chuẩn bị đó sư phụ. Thành ra
bữa nay con xin bộ túc tiếp. Rồi bộ túc là sau khi mở nhà ăn chay thì cũng tại cũng không có kinh nghiệm đó sư phụ. Ừ. Rồi tụi con cũng tu sửa cái tiệm một cũng hơi một thời gian. Ừ. Một tuần trước khi mở ông xã con cứ nói trời, ai cũng nói nhà hàng phải có nhiều nước sốt lắm mới mình mới bán được. Đằng này không có biết nước sốt gì hết sư phụ. Rồi cái bữa đó ảnh cũng đi chợ đó, ảnh mới cầu sư phụ, ảnh nói trời, con nghe nói người ta nói nước sốt phải có mới bán nhà hàng được. Tự nhiên ảnh đang đi kiếm cái hàng nước sốt, ảnh cũng về ảnh kể cho con nghe sư phụ. Cái có một vị đó thì tụi con nghĩ là chắc là quá thân của sư phụ. Cái ảnh mới bị nó mới lại hỏi vỗ vai ảnh, nói ông kiếm cái gì vậy? Thì ông xã con mới nói, tôi nghe nói mở nhà hàng chay mà phải có nước sốt, mà tôi không biết nước sốt gì, tôi nhìn tôi thấy nhiều quá mà không biết loại nào. Cái bà mới cầm lên một cái hũ, bà nói nè, cái này nè, đem về nấu, cái gì nấu cũng bỏ nó vô ăn là rất là ngon. Dạ, thì cái vị đó mà ảnh nói bây giờ quay lại mất tiêu hả sư phụ? Cái ảnh có mua hũ đó về, mua hũ đó mà cái đem về nấu sư phụ, cái không biết nói, ủa rồi đem về nấu phải làm sao? Cái tự nhiên ảnh cũng... ngồi tụi con cứ ngồi thiền cầu sư phụ là cho cách dạy cách nấu vậy, chứ không biết thiệt là phải phiền phức với sư phụ quá mà không biết vậy giờ. Này trên để xem tivi bao nhiêu đồ ăn. Rồi cái ảnh trước khi mà mở tiệm anh sư phụ, ảnh coi hết SMTV, ảnh coi ảnh in hết trơn cái menu của SMTV ra. Rồi nghiên cứu cái nào mình nấu được, cái nào mình nấu không được mới để qua một bên. Xong mới nói cái nước sốt này chắc vô cái món này được, nước sốt này vô món này, mà có một cái nước sốt thôi sư phụ, bán một năm trời mà có một nước sốt thôi đó sư phụ. Trời ơi. Dạ. Mà từ nước, từ chiên xào nấu cái gì cũng một nước, thứ nước sốt thôi. Mà không ngờ sư phụ biết tụi con mở ra mới có chưa được 3 tháng, sư phụ mà hoàn toàn không quảng cáo á. Ở đây cũng có một số đồng tu cũng có đến tiệm con ăn á. Cũng biết sư phụ không, tự nhiên cái cô khách hàng đó cũng người Mỹ, mà khu đó người Mỹ trắng cũng mới kể lại, cô nói con, cô nói tiệm của cô đứng hàng thứ 5 trên 360 mấy tiệm vừa chay vừa mặn ở Worcester. Wow. Cái con mới nói ủa làm gì có cái hạng này, con nói cổ vậy, cô nói không biết hả, con không. Cái cổ mới đưa cái iPhone của cổ, có đưa con coi sư phụ. Cái con vô con kể cho ông đầu bếp nghe, hai vợ chồng mừng quá khóc. Nói trời sao mà nấu sao tự nhiên nó xếp hạng mình hồi nào vậy nè anh, con nói vậy đó sư phụ. Vì không biết nó đồn làm sao mà nó đồn, mà cách cái trường đó dạy về nấu ăn với sư phụ của hội 7 ngày Seven Day Adventist đó sư phụ. Adventist, yeah, yeah. They are vegetarian. Dạ, yeah. Ông đó là giáo sư dạy cho cái trường để mà nấu đồ ăn đó sư phụ. Không biết họ đồn sao mà ông đi xuống, ông xuống tiệm con, ông ăn một lần mà con cũng không biết ông nữa. Ông ăn xong cái sau đó cái ông mới gọi điện thoại, ông nói chứ bây giờ cho tôi xuống tiếp xúc với lại cái ông chủ nhà hàng được không. Con mới nói ông chủ nhà hàng bận lắm không có tiếp được. Ông nói tôi có việc quan trọng lắm muốn nói với ông. Con nói vậy chắc có thể để dịp khác đi, chứ tụi con sư phụ biết là một người chạy bàn người nấu mà con vừa chạy bàn, con vừa phải phụ cắt đồ ăn, phải bưng cho ảnh để anh nấu, rồi con phải bưng ra rồi không tính có tiền. Người khác sao không? Dạ, mướn ai à? Dạ thưa lúc đó tại mình còn mới đó sư phụ, chưa có biết quản lý chưa gì hết trơn sư phụ, mà chính cái ông chủ nhà mà tụi con thuê nhà, ổng còn nói sao thấy hai người này già quá, mà sao thấy họ khỏe quá, họ làm việc gì đâu mà 2 giờ khuya mới đi về đến nhà, mà 4 giờ sáng lại nghe họ lục tục rồi. Tại tôi ở mướn cái lầu 3 sư phụ. Già lụm cụm rồi leo lầu 3, tại không có thang máy. Dạ không có thang máy, với lại gấp quá đó sư phụ. Trong chồng có nửa tiếng đồng hồ mướn căn nhà đó. Rồi cái họ nói sao mà tôi cũng bằng tuổi anh, mà giờ tôi thấy tôi không có khỏe như anh. Ông bị stroke mấy lần đó sư phụ. Còn anh mà thấy tôi thấy ông cứ không có ngủ. Ý như ông nói tụi con không ngủ, mà tụi con thiền 4 giờ dậy thiền đó sư phụ. Dậy thiền mặc dù rất là cực nhưng mà vẫn thiền. Thường lúc đó cũng thiền, cố gắng thiền cho đủ 3 tiếng sư phụ. Dạ. Rồi cái thiền xong 4 giờ đến 7 giờ là con phải ra tiệm với ảnh. Hai người ra tiệm chuẩn bị thức ăn sẵn đó sư phụ, cắt sẵn đồ để đó là 11 giờ mở cửa. Rồi sao ông mới tự nhiên bữa đó cái ông giáo sư đó ông xuống sư phụ. Ông mới nói là chứ bây giờ cho ông nói chuyện với ông đầu bếp, thì cũng ông xã con cũng ra nói chuyện, bữa đó không có khách để có ra nói chuyện. Thì cũng như anh Hải, ông xã con cứ kể anh Hải nghe anh nói vậy đó. Nói là ông là thầy giáo mà tôi là người mới được ra nghề có mấy tháng vậy nè. Mà ông đòi học tôi đâu có biết cái gì mà tôi chỉ ông. Ông nói không phải, tôi học cái cách của anh, nó vừa cách nấu mà vừa cách quản lý nữa. Vừa cách làm sao cái nhà hàng nhỏ xíu xiu mà sao mà bán như vậy, mà chạy bạn như mà tiếng đồn vang tùm lum hết trơn. Cái ông xã con nói thôi thì để hẹn ông khi khác đi, chứ bây giờ chắc tôi cũng không ấy được. Cái ông sư phụ biết không, ông ăn có một tô một món gì mà tại lâu quá con quên rồi sư phụ, gần gần 4 năm mấy rồi sư phụ.
ổng nhát ở dưới có mấy đồng bạc mà ổng nhát 10 đồng ổng để ở dưới cái đít dĩa đó sư phụ. Rồi ổng đi về con mới biết là ổng cho con tiền tiếp 10 đồng như vậy. Mà nói về nếu mà tại sẵn đây con nói về tiền tiếp, cái tiệm con sư phụ biết không, mới tuần vừa rồi đó, cái hai vợ chồng đó bên New York qua tiệm con ăn, rồi họ nói họ đi tại cũng nghe tiếng đồn ăn ngon, họ đi ghé. Sư phụ họ ăn có 20 đồng, họ cho con 20 tiền tiếp là 40 sư phụ. Wow. Yeah. Cái con mới cho tiền tiếp đủ xài rồi. Dạ, tiền tiếp đủ để sống rồi. Đủ để trả. Dạ. Thì cũng may là sư phụ biết không, họ thấy được tiền cái chính cái cô Sharon ở bên Cali đó, sư phụ ý cô ví gần đó. Cô qua tiệm con, cô nói trời cái giá tiền cái gì thực đơn mà giá tiền ra quá rẻ. Mà chính nhờ như vậy sư phụ mà người ta lên trên cái mạng ấy sư phụ, người ta nói chứ tiệm này bán đồ ăn rẻ lắm, làm ơn cho tiền tiếp nhiều. Ấy so funny. Dạ, cái đó là thực sự toàn là khách hàng quảng cáo cho tụi con không sư phụ. Okay. Dạ, rồi cái bán cái chuyển qua lớp Vinh hết sư phụ, chuyển qua lớp Vinh hết tháng đầu sư phụ. Dạ. Được hạng nhì toàn quốc. Toàn quốc. Dạ. Wow. 44 cái lớp Vinh hết được hạng nhì. Cái wow. Cái quà tới mấy tháng sau lên được hạng nhất sư phụ. Wow. Dạ. Hạng nhất của lớp Vinhut hết đó hả? Chứ không phải hạng nhất bên ngoài hả? Dạ không, của lớp Vinhut không sư phụ. Wow, mấy cái tiệm lớp Vinhut kia làm lè phè cái gì vậy? Anh Hải cũng được hạng nhì. Tôi con với ông xã con với ông Hải hai người mừng quá. Chia tại sẻ sao với mà nhau làm lè phè vậy? Để cho xuống dưới vậy hả? Ai ông vợ chồng già đó lên hạng nhất. Wow. Dạ, rồi cái năm vừa rồi cũng được hạng nhất nữa sư phụ. Wow. Hy vọng năm nay cũng được hạng nhất nữa, khách hàng bầu không đó sư phụ. Hy vọng vậy mà tất cả đều do sư phụ nấu hết chứ tụi con không có nấu gì nữa. Mà làm sao ai biết được người nào hạng nhất hạng nhì, họ viết lên đâu? Họ viết lên cái dép á sư phụ, với lại hoặc là trip advisor họ đưa hết cho tụi con coi sư phụ. Oh, còn nhiều khách hàng lắm, họ đem xuống họ cho tụi con coi, hoặc là happy cow á sư phụ. Wow. Với lại open spoon gì đó. Oh. Là nó cho năm sau nó cho 100% là good không á sư phụ. Bravo. Dạ. Yeah. Tụi con cũng muốn chia sẻ với sư phụ với đồng tu là để giống như mình tiến hành cái lớp in hết càng nhiều càng tốt với sư phụ. That's good. Yeah. Good. Congratulations. Yeah. Cảm ơn sư phụ nhiều. Yeah. Magnanimous viewers, thank you for joining us for today's program entitled Experience Downfall to Appreciate Upliftment, Part 5 of 6 on Between Master and Disciples. Stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. Coming up next is from the sacred text of the Universal Wide Brotherhood, The Mindful Heart, read by devoted Maria Maestrova, Part 1 of 2 on Words of Wisdom. May your days overflow with blessings of happiness and peace. For more details, please visit suprememastertv.com/BMD.